Sài Gòn rạch giá Vĩnh Thuận có lúc 9 giờ 05 hành khách nghe thông báo di chuyển ra xe Vĩnh Thuận mang biển số 31354 cái đầu vị trí đầu tiên. Công ty Phương Trang xin thông báo mời hành khách đi Sóc Trăng vào 9 giờ 00 vui lòng di chuyển ra xe 1359. Mời hành khách đi Cao Lãnh vào lúc 9 giờ 00 vui lòng di chuyển ra xe 1117. Xe đang đậu phía trước đã đến giờ. Cảm ơn. Anh viết khúc hát cho em người anh thương, anh viết khúc hát cho quê mình quê hương, anh ngân nga lên bài ca lân la lân lân la lân la lân la, anh sẽ ở mãi nơi đây chẳng đi đâu, anh sẽ ở bên em anh chẳng cần chi đâu. Anh nhớ khúc hát thuở xưa mẹ ru anh à ơi. Cao Lãnh này quá nhỏ bé để mình tìm thấy được nhau. Anh sẽ nắm thật chặt bàn tay em không để lạc mất được đâu. Anh yêu quê hương mình bao nhiêu thì anh yêu em bấy nhiêu. Anh mượn lời nhạc gửi chút tâm tình chỉ để được nói lên mấy điều, là ngồi trên con xe cà tàng để anh kể những câu chuyện em nghe. Ôm anh đi trên đường mòn ngang ngang một vài câu hát em nghe. Bong bong trên con đường dài anh chỉ em xem kìa những cánh đồng xanh. Anh thương quê mình, thương em, thương bằng cả tấm lòng. Anh chở em dạo quanh phường 1, từ phường 2 cho tới phường 3. Mày biết trò chuyện cùng em nên chạy một hồi quên hết đường ra. Từ phường 6 về phường 4 xong mình chạy lên phường 11. Em ngồi đằng sau cù lét làm cho anh phải phát cười. Cao Lãnh quê anh đó đẹp lắm đúng không em? Người dân quê anh thân thiện, sống chậm rãi không bon chen. Và còn rất nhiều những điều thú vị, những thứ anh kể chỉ qua loa. Chỉ cần bên em trên Cao Lãnh này anh không cần điều gì xa hoa. Và anh viết khúc hát cho em người anh thương, anh viết khúc hát cho quê mình quê hương. Anh ngân nga lên bài ca lân la lân lân la lân la lân la. Anh sẽ ở mãi nơi đây chẳng đi đâu, anh sẽ mãi ở bên em anh chẳng cần chi đâu. Anh nhớ khúc hát thuở xưa mẹ ru anh à ơi. Anh nắng dần buông xuống hạt xưa còn đọng ở trên lá. Anh thức dậy và soi gương vẫn còn vết son em trên má. Chợ Cao Lãnh đi sớm em ơi, mua ít đồ tươi tôm cá. Về nhà mình làm bữa cơm xong anh dắt em đi chơi nha. Chở em đi thăm lăng cụ để xong mình hoành ra quảng trường. Hôm nay là một ngày nghỉ nên anh không phải lên giảng đường. Em nhâm nhi ly trà sữa, đọc lẩm bẩm cuốn truyện tranh. Anh thì cất giọng luyện thanh, cơn gió thổi ngang làm lạnh thêm. Về đêm Cao Lãnh thật đẹp với những ánh đèn nhấp nháy. Công viên Văn Miếu như cặp tình nhân với những đôi môi mấp máy. Các hàng quán bày ra bán ở vỉa hè thật là đông vui. Một ngày làm việc mệt mỏi của bác lao công cũng xong xuôi. Anh vừa chợp mắt lại nhớ đến em vào ngay lúc nửa đêm. Em ơi giờ đã ngủ chưa, mình ra siêu thị tâm sự uống sữa. Và còn rất nhiều những điều thú vị, những thứ anh kể chỉ qua loa. Chỉ cần bên em trên Cao Lãnh này anh không cần điều gì xa hoa. Và anh viết khúc hát cho em người anh thương, anh viết khúc hát cho quê mình quê hương. Anh ngân nga lên bài ca lân la lân lân la lân la lân la. Anh sẽ ở mãi nơi đây chẳng đi đâu, anh sẽ mãi ở bên em anh chẳng cần chi đâu. Anh nhớ khúc hát thuở xưa mẹ ru anh à ơi. Anh sẽ ở mãi nơi đây chẳng đi đâu, anh sẽ mãi ở bên em anh chẳng cần chi đâu. Anh nhớ khúc hát thuở xưa mẹ ru anh à ơi. Gì dâu.